Vâng, hôm nay bên em về một cái mẫu loa rất là hot mà đang rất là được mong chờ. Đó là dòng loa JBL, model là G300. Đó đây là dòng loa cây đang bên em săn đón gần một năm nay, thì bây giờ mới về được tại shop. Và hôm nay bên em sẽ làm một cái video giới thiệu. Và thế này là một video quay nhanh để các bác dễ dàng cập nhật được thông tin là bên JKO đã về một lô loa JBL G300 cực kỳ là chất lượng. Và đây là hàng nhập khẩu chính hãng. Vâng, tí nữa bên em sẽ có một cái video test cái chất âm và quay live stream, thì các bác hãy đón chờ bên JKO nhé. Vâng, các bác quan sát. Vâng, đây là hàng mới nhập, gỗ MDF rất là chắc chắn, cao cấp đây các bác, rõ lăng con luôn, rất là chắc chắn, không như mấy cái thùng gỗ nệm. Và đây về giao diện phía trước đây ạ. Vâng, nó sẽ có một cái e căng trên và dưới, thì bên em đã bỏ sẵn ra đây, bên em sẽ nắp vào đấy ạ. Vâng, một cái e căng. Tổng cái một cái cây loa JBL G300 này nó sẽ là có 8 loa trên một thùng. Vâng, 8 loa trên một thùng. Phía dưới nó sẽ được sở hữu 2 bát 25 ạ. Vâng, các bác để quan sát rất là dễ dàng. Vâng, phía trên thì được sở hữu 2 loa chung để cho cái tiếng tơi sáng, và được sở hữu 4 chép giấy. Giờ sẽ cho cái tiếng chép rất là mịn để nó quyện vào một cái chất âm cộng hưởng từ những cái bát 25 kia. Bát 25 thì đánh rất là nặng, sâu. Vâng, ở xung quanh thì được sơn màu nâu gọi là màu nâu cà phê, nhìn rất là sang trọng, rất dễ phối ghép. Và đặc biệt cái dòng này thì độ nhạy hiệu rất cao, âm ly công suất yếu nó cũng có thể chơi được rất là tốt. Vâng, các bác thấy không ạ? Vâng, đẹp không tì vết luôn, đẹp không tì vết, đẹp không tì vết. Vâng, đây là hai số hotline của JKO đâu ạ. Vâng, các bác có thể gọi điện trực tiếp hoặc là nhắn tin, bên em sẽ cập nhật tin tức và tư vấn cho các bác miễn phí. Vâng, về chiều cao của Duy đo đi, đo đi. Chiều cao của cái loa này là 1m15 phân, đây là dòng loa cây cũng khá là cao. Và chiều ngang nó khoảng tầm hơn 30. Vâng, đây thước có thước gì. Vâng, chiều ngang này nó cũng phải được hơn 30. Em đưa chưa đo chính xác lắm. Vâng, chiều sâu nó cũng hơn 30 đấy ạ. Đây đây, em sẽ đo cho các bác. Vâng, chiều cao thì chính xác là 1m15 rồi. Đây, chiều ngang nó là 32 các bác ạ, 32 các bác nhé. Và chiều sâu đấy ạ. Vâng, chiều sâu nó cũng là 32, số rất là đẹp, số phong thủy luôn ạ, rất là đẹp. Vâng, thì đó là thông số chiều cao 1m15, chiều ngang 32cm và chiều sâu cũng là 32cm. Và tổng thể của đôi loa cây là sở hữu 8 loa trên một thùng. Vâng, thì nữa bên em sẽ có một video test cái đôi loa với cái chất âm cực kỳ là đỉnh cao quá nhá. Bác vui lòng chờ đợi trong giây lát ạ. Vâng.